Xin chào quý vị và các bạn. Bây giờ là bản tin giao thông an toàn ngày 9 tháng 5 của kênh VTC14. Mở đầu bản tin là những thông tin cập nhật mới nhất về tình hình giao thông cuối ngày tại hai thành phố lớn là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Tại Hà Nội thì cơn mưa vào cuối giờ chiều khiến cho tình hình giao thông thêm khó khăn trên các tuyến đường. Trên đường Láng Hạ đoạn qua tòa nhà Toyota xảy ra vụ va chạm giữa hai xe ô tô ảnh hưởng tới tình hình an toàn giao thông. Ngã ba Triệu Quốc Đạt, Hai Bà Trưng, đường Thanh Nhàn, Võ Thị Sáu xảy ra xung đột giao thông. Mật độ phương tiện cao tại các tuyến đường Phạm Văn Đồng, Thụy Khuê, Hoàng Quốc Việt, Nguyễn Chí Thanh, Phạm Ngọc Thạch, Tôn Thất Tùng, Đại Cồ Việt, đường Xã Đàn, Hồ Tùng Mậu. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, tình trạng ùn ứ giao thông xảy ra tại đường Cộng Hòa, quận Tân Bình. Tuyến đường Cộng Hòa Hoàng Hoa Thám đang thi công nên từ nhiều ngày qua việc di chuyển khó khăn. Vòng xoáy ngã tư Vũng Tàu xảy ra tình trạng ách tắc giao thông. Tại đường Lý Thường Kiệt, Phan Văn Trị, Cách Mạng Tháng 8, giao lộ Âu Cơ, Hồng Lạc, Lạc Long Quân, Hoàng Văn Thụ, ngã tư Gò Vấp, mật độ phương tiện đông. Tiếp sau đây là thông tin về tình hình tai nạn giao thông trên cả nước xảy ra trong ngày hôm nay 9 tháng 5 do Cục Cảnh sát Giao thông Đường bộ Đường sắt Bộ Công an thống kê. Tính đến 16 giờ 30 phút ngày hôm nay, cả nước xảy ra 47 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 23 người, bị thương 22 người. Như vậy đây đã là ngày thứ hai liên tiếp số vụ tai nạn và số người chết ở mức cao trong thời gian gần đây. Lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã kiểm tra xử lý 13.596 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, kho bạc nhà nước thu 7 tỷ 222 triệu đồng, tạm giữ 31 xe mô tô, 1.239 xe mô tô. Tiếp tục chương trình, mời quý vị và các bạn theo dõi một số tin vắn giao thông đáng chú ý. Thông tin từ Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang cho biết, cơ quan này vừa ký ban hành văn bản yêu cầu tất cả các sở, ngành, đoàn thể, địa phương rà soát phân loại tài xế xe công. Theo đó, những trường hợp tài xế hay uống rượu hoặc từng bị phát hiện lái xe sau khi có uống rượu sẽ bị chuyển công tác và từng bước giải quyết cho thôi việc. Bên cạnh đó, tuyệt đối cấm tài xế uống rượu trong ngày làm việc, dù không có lịch đi công tác, trường hợp vi phạm cũng sẽ bị kỷ luật buộc thôi việc. Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang cho biết trong thời gian qua, tỉnh siết quy định cấm cán bộ công chức uống rượu trong giờ hành chính, nhưng chưa thật sự chú ý đến đội ngũ lái xe công, khiến xảy ra tình trạng nhiều lái xe khi uống rượu đe dọa đến tính mạng, tài sản, đơn vị và người dân. Thành phố Đà Nẵng vừa lắp đặt 33 camera ở các trục nút giao thông lớn như ngã ba Đống Đa, Quang Trung, Trần Cao Vân, Trần Phú, Quang Trung, khu vực ngã tư cầu Sông Hàn, ngã tư Nguyễn Văn Linh, Hoàng Diệu, để giám sát xử phạt vi phạm giao thông, trật tự lòng lề đường. Mỗi camera có phạm vi giám sát trong bán kính 200m. Khi camera phát hiện lỗi vi phạm, sẽ tự động báo về trung tâm điều hành. Ở bộ phận điều hành sẽ có một tổ công tác túc trực, gồm cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông cùng xử lý. Trường hợp cần xử lý nóng thì hai lực lượng trên sẽ có mặt ngay tại hiện trường. Còn nếu lỗi vi phạm bình thường như đậu đỗ sai quy định, vượt đèn đỏ thì phạt nguội. Ngoài việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông, những hình ảnh được lưu lại và cung cấp cho công an để xử lý các vụ cướp giật vi phạm trật tự xã hội diễn ra trên đường phố, xử lý nhanh tình trạng ách tắc giao thông. Hiện nay hệ thống camera đã lắp đặt xong và trung tâm điều hành đã chạy thử nghiệm. Tiếp theo thông tin về việc nâng cấp quốc lộ 18C, Sở Giao thông Vận tải Quảng Ninh cho biết, hiện các phần việc sơn kẻ mặt đường, hệ thống rãnh dọc thoát nước gói thầu XL1 trên địa phận huyện Tiên Yên đã được các nhà thầu thi công hoàn tất. Như vậy, đến thời điểm này, toàn bộ dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 18C đã được hoàn thành và đạt tiêu chuẩn cấp 3 miền núi. Được biết, dự án được triển khai thi công từ tháng 8 năm 2010, có tổng chiều dài 42 km, bề rộng mặt đường 8 m, kết cấu mặt đường bê tông nhựa, tốc độ thiết kế 60 km/h. Tổng mức đầu tư của dự án hơn 785 tỷ đồng, trích từ ngân sách nhà nước, vốn trái phiếu chính phủ và các nguồn vốn khác. Thông tin từ hãng hàng không Vietjet Air cho biết, nhân dịp khai trương đường bay Hà Nội Bangkok vào đầu tháng 6, từ ngày 9 tháng 5 đến 31 tháng 5, người dân tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh có nhu cầu bay sang Thái Lan có thể mua vé máy bay siêu tiết kiệm với giá 200.000 đồng một vé. Chương trình khuyến mãi áp dụng cho chặng bay từ thành phố Hồ Chí Minh Bangkok, Hà Nội Bangkok và các chặng bay ngược lại. Được biết, đường bay Hà Nội Bangkok khai trương vào ngày 1 tháng 6 năm 2013 với 7 chuyến một tuần, khởi hành tại Hà Nội lúc 10 giờ 50 phút và đến Bangkok lúc 12 giờ 40 phút. Chặng về khởi hành từ sân bay Suvarnabhumi lúc 13 giờ 35 phút và về đến sân bay quốc tế Nội Bài lúc 15 giờ 25 phút. Để đáp ứng nhu cầu đi lại trong mùa hè 2013, Vietjet Air đã tăng thêm 300.000 chỗ ngồi, tăng 1.600 chuyến trên tất cả các chặng bay. Thank you.
nhằm tăng cường quản lý sản xuất kinh doanh và sử dụng mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, mới đây đại diện Cục Quản lý Thị trường Bộ Công Thương đã đề xuất phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông để cùng tham gia xử lý mũ bảo hiểm kém chất lượng. Lý giải về vấn đề này, đại diện Cục Quản lý Thị trường cho biết, mục đích của sự phối hợp này là nhằm thực hiện tốt việc đội mũ bảo hiểm đạt chất lượng. Quản lý thị trường đang xây dựng kế hoạch cùng cảnh sát giao thông kiểm tra mũ bảo hiểm kém chất lượng. Theo đó, quản lý thị trường sẽ chịu trách nhiệm khi xử lý, chịu trách nhiệm khẳng định mũ bị xử phạt có phải mũ bảo hiểm hay không. Bên cạnh đó, đại diện này cũng cho rằng việc xử lý mũ bảo hiểm không đảm bảo, trách nhiệm phải được làm từ gốc, từ nơi kinh doanh và các bộ ngành phải làm triệt để, không nên đẩy việc xử lý người đội mũ bảo hiểm không đảm bảo chất lượng lên vai cảnh sát giao thông. Trong quy định pháp luật thì thẩm quyền chống hàng giả là của quản lý thị trường. Thẩm quyền của cảnh sát giao thông chỉ là xử phạt hành vi không đội mũ bảo hiểm và đội mũ bảo hiểm nhưng không cài quai đúng quy cách, nhưng lực lượng này rất khó xác định mũ bảo hiểm kém chất lượng. Do vậy, sự phối hợp này sẽ góp phần giải quyết tận gốc tình trạng mũ bảo hiểm kém chất lượng trên thị trường hiện nay. Mới đây, Bộ Giao thông Vận tải đã bàn giao cho thành phố Hà Nội quản lý 4 tuyến đường mới. Theo đó, Sở Giao thông Vận tải sẽ phải quản lý và phối hợp với các đơn vị quản lý về kết cấu hạ tầng giao thông, vận tải, tuần tra kiểm soát, đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến đường được bàn giao. Cụ thể, từ ngày 1 tháng 4 năm 2013, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội chính thức quản lý và duy tu duy trì đối với 4 tuyến đường là quốc lộ 18, đoạn Nội Bài Bắc Ninh, đường Láng Hòa Lạc, đại lộ Thăng Long. Riêng hạng mục nút giao Hòa Lạc sẽ tổ chức bàn giao quản lý sau khi hoàn thành. Đường Hồ Chí Minh, đoạn trùng với quốc lộ 21, đường Vành Đai 3, bao gồm đường cao tốc trên cao, đường gom đô thị phía dưới. Đoạn này điểm đầu ranh giới giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Bắc Ninh, điểm cuối đầu cầu vượt Mai Dịch. Những tuyến đường này đều nằm trên địa bàn thành phố Hà Nội và là những tuyến giao thông quan trọng. Do đó, việc bàn giao quản lý của Bộ Giao thông Vận tải cho Ủy ban Nhân dân thành phố những tuyến đường này sẽ giúp thành phố có cơ sở để tổ chức lực lượng tuần tra xử lý, góp phần cải thiện tình trạng xuống cấp và tai nạn giao thông. Mới đây, JICA, cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản vừa trình Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội phương án thí điểm ưu tiên xe buýt trên tuyến quốc lộ 1, đoạn từ ga Hà Nội đến Cầu Rẽ. Theo JICA, phương án thí điểm ưu tiên xe buýt trên quốc lộ 1 nằm trong dự án hỗ trợ kỹ thuật cải thiện giao thông công cộng tại Hà Nội. Mục tiêu của hoạt động thí điểm nhằm giúp người tham gia giao thông Hà Nội làm quen với giải pháp tổ chức giao thông mới, đó là giải pháp ưu tiên xe buýt với làn đường ưu tiên, đèn tín hiệu ưu tiên. Phương án cũng nhằm góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ của vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên tuyến thí điểm, qua đó khuyến khích người tham gia giao thông sử dụng dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt, góp phần làm giảm ùn tắc giao thông trên tuyến thí điểm. Phương án thí điểm cũng đề xuất cải thiện tổ chức giao thông tại nút giao, hướng tới ưu tiên xe buýt tại các nút giao trên tuyến thí điểm từ ga Hà Nội đến Cầu Rẽ. Dự kiến tiến độ dự án sẽ được thực hiện trong vòng 5 tháng kể từ khi được phê duyệt. Tiếp theo chương trình như thường lệ là lịch bay hàng không trong ngày. Thank you.
Còn bây giờ là thời lượng dành cho chuyên mục câu chuyện giao thông. Thưa quý vị và các bạn, với vị trí địa lý thuận lợi cùng với hệ thống cảng nước sâu, khu vực Cái Mép, Thị Vải, Bà Rịa, Vũng Tàu có nhiều lợi thế để phát triển cảng biển. Hiện có hơn 50 dự án cảng được cấp phép đầu tư, trong đó 24 cảng đã đi vào hoạt động tại địa phương này. Tuy nhiên, vì nhiều nguyên nhân, các cảng này đã hoạt động không hiệu quả như mong đợi, ghi nhận của nhóm phóng viên. Trong vòng 4 năm trở lại đây, khu vực cảng Thị Vải, Cái Mép đã có đến 6 cảng lớn đi vào hoạt động, gồm tân cảng Cái Mép TCCT, cảng TCIT, cảng quốc tế Sài Gòn PSA, cảng SITV, cảng quốc tế Cái Mép CMIT và cảng container Cái Mép. Tuy nhiên, các cảng chỉ duy trì được hoạt động nhộn nhịp khoảng năm đầu. Sau đó, tàu cập cảng và lượng hàng thưa dần. Từ 16 chuyến mỗi tuần, hiện chỉ còn 3 chuyến, thậm chí có cảng chỉ đón một chuyến duy nhất trong tuần. Sản lượng hàng hóa qua cảng sụt giảm mạnh, hiện chỉ đáp ứng từ 12 đến 15% công suất cảng hiện có. Khi khai thác thì trong vòng hơn năm thì cũng đạt được năng suất 16 hãng tàu, 16 tuyến hàng đường dài đã giảm xuống còn 8. Với việc sự ra đời hàng loạt các cảng nhưng đã không duy trì được. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến việc thiếu hàng qua cảng. Trong đó, nhiều ý kiến của các doanh nghiệp khai thác cảng và chủ tàu đều cho rằng phí và lệ phí hàng hải đang áp dụng hiện nay ở mức cao so với một số nước trong khu vực, dẫn đến việc cảng ở Bà Rịa Vũng Tàu đang kém sức cạnh tranh. Đa số lượng hàng qua cảng Cái Mép Thị Vải thì phải cộng thêm cái cước phí xà lan. Thì tổng chi phí để đưa một cái công về Hồ Chí Minh là 70 đô cho công 20 và 120 đô cho công 40. Thì nếu như so sánh với cái giá mặt bằng ở Hồ Chí Minh chỉ có 40 đô, 60 đô thì cái mức phí khai thác khi đưa hàng về khu vực Cái Mép này thì quá là cao. Với khoảng cách gần 90 km đường bộ, 65 km đường sông cùng cả Cái Mép Thị Vải hoàn toàn thiếu sức hấp dẫn đối với hàng hóa xuất nhập khẩu. Có cơ sở sản xuất kinh doanh thương mại tại thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Bình Dương và Biên Hòa. Và toàn bộ khu vực này thì hiện nay đang chiếm 95% hàng hóa vận chuyển bằng container khủng thế này. Vậy cái việc là do phát sinh cái chi phí vận chuyển quá cao từ thành phố Hồ Chí Minh đến khu vực này. Cho đó là cái việc chia sẻ với thị trường sẽ dẫn đến việc cạnh tranh giữa hai khu vực. Nhìn ở khía cạnh khác, lý do kinh tế suy giảm, hàng hóa vận chuyển ít đã khiến môi trường cạnh tranh giữa các cảng trở nên gay gắt. Ví dụ, các cảng ở thành phố Hồ Chí Minh đã đi qua giai đoạn khấu hao nên có thể hạ giá thông cảng từ 90 đô la Mỹ một container xuống chỉ còn 30 đô la Mỹ. Trong khi đó, các cảng ở Bà Rịa Vũng Tàu được đầu tư mới với chi phí từ vài trăm triệu đô la Mỹ trở lên lại chưa qua giai đoạn khấu hao, do đó khó có thể tính toán đến giá cạnh tranh này được. Vì vậy, trong khi cảng quốc tế vắng vẻ, thiếu tàu đến làm hàng, thì nhiều trường hợp các tàu mẹ có trọng tải cỡ hơn 100.000 tấn sẵn sàng đậu ngoài khơi để bốc rỡ container bằng xà lan do chi phí rẻ hơn bất chấp sự thiếu an toàn. Tuy nhiên, trên đây chỉ là những vướng mắc trước mắt cần sớm giải quyết ở khu vực cảng Cái Mép, Thị Vải. Để có thể phát triển lâu dài, có nguồn hàng tại chỗ phục vụ thường xuyên cho cảng, nhiều ý kiến cho rằng chính phủ cần ban hành quy chế đặc biệt cho khu vực Bà Rịa Vũng Tàu trong việc quy hoạch, quản lý, thu hút các nhà đầu tư. Chỉ có cơ chế thông thoáng, môi trường kinh doanh và đầu tư thật mở, sự hỗ trợ mạnh mẽ từ cơ quan quản lý nhà nước, sự cam kết từ chính phủ, thì vùng tài nguyên quốc gia này mới thực sự được khai phá, cung cấp nguồn hàng xuất nhập khẩu trực tiếp cho cụm cảng Cái Mép, Thị Vải và đem lại lợi ích cho quốc gia, cho doanh nghiệp và dân sinh. Bản tin giao thông an toàn ngày 9 tháng 5 của kênh VTC14 xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại vào những bản tin tiếp theo.